Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các đồng nghiệp, hôm nay tôi xin được phép trình bày về điều trị tiền đái tháo đường nhằm làm giảm nguy cơ đái tháo đường hay giảm nguy cơ tim mạch hay là cả hai. Thì chúng ta đã biết thực tế thì song song với sự gia tăng về dịch tễ học của đái tháo đường, người ta thấy rằng dịch tễ học của đái tháo đường cũng gia tăng một cách đáng kể. Như là Việt Nam của chúng ta đó nằm trong cái khu vực Tây Á Thái Bình Dương thì rõ ràng từ năm 2017 thì cái tỷ lệ bệnh nhân tiền đái tháo đường là 76%, cho đến năm 2040 đó nó có thể tăng lên 86%, và sự gia tăng này kéo theo một gánh nặng thực tế cho sự gia tăng của đái tháo đường kèm theo. Thật ra thì đái tháo đường chúng ta đã biết cũng đã được mô tả từ rất lâu, tuy nhiên tiền đái tháo đường được chính thức đề nghị như là một cái việc mà chúng ta phải điều trị từ năm 1921 bởi nhà tiên phong về đái tháo đường học, đó là Elios Joslin năm 1921 trong tạp chí JAMA. Bác sĩ Elios Joslin đã nói rằng đái tháo đường là một cái bệnh mà chúng ta cũng phải xem như là một tình huống mà chúng ta cũng phải điều trị, giống như là chúng ta điều trị, ta phòng ngừa các bệnh có tính chất lây nhiễm khác, ví dụ như thương hàn chẳng hạn. Và như vậy thì cái việc mà chúng ta điều trị phòng ngừa một căn bệnh đó, nó cũng không có một cái kết quả thấy rõ và hiện hữu trước mắt, nhưng mà chắc chắn rằng cái việc mà chúng ta điều trị phòng ngừa đó sẽ rất tốt và rất quan trọng cho chúng ta về sau, tức là chúng ta sẽ điều trị phòng ngừa trước khi căn bệnh nó đã xảy ra. Trong tình huống này là nói căn bệnh đái tháo đường, thì mà chúng ta đã thấy rằng các khuyến cáo điều trị tiền đái tháo đường như là tôi đã liệt kê trong cái slide này đã bắt đầu có từ năm 2018 đối với lại Hội đái tháo đường Hoa Kỳ. Và như vậy thì người ta đề nghị là chúng ta phải phòng ngừa cái việc mà bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2, hoặc là chúng ta làm chậm việc đái tháo đường tiếp 2. Và như vậy người ta đã nói rằng chúng ta có thể sử dụng metformin để phòng ngừa như là một thuốc ưu tiên lựa chọn hàng đầu. Rồi sau đó chúng ta thấy rằng Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới năm 2016 cũng cho thấy rằng cái việc mà chúng ta phòng ngừa đái tháo đường tiếp 2 mà cái chỉ số về chi phí và giá cả tốt nhất đó chính là metformin. Tương tự như vậy, chúng ta thấy rằng Hội đái tháo đường Canada năm 2013 cũng đưa ra tất cả những cái lý do cho chúng ta điều trị bằng metformin đối với những cái tình huống bệnh nhân có rối loạn dung nạp glucose hoặc là rối loạn dung nạp đường huyết đói đó, thì metformin là cái thuốc sử dụng đầu tay. Tương tự, chúng ta thấy đái tháo đường Úc năm 2009 cũng đã đưa ra một cái ý kiến tương tự. Tuy nhiên thì hiện nay cái việc mà điều trị đái tháo đường xem như là chúng ta đã mặc định với nhau là phải điều trị cho bệnh nhân. Còn với việc điều trị tiền đái tháo đường, nó vẫn còn nhiều cái ý kiến tranh cãi giữa y khoa và chính trị. Thử xem là việc đái tháo đường thì chắc chắn là đồng thuận, nhưng về mặt y khoa, điều trị tiền đái tháo đường đã đạt được những cái thống nhất trong giới chuyên môn. Nhưng mà tất cả những cái lý do để thuyết phục khiến cho một cái nền y tế quan tâm hơn điều trị về tiền đái tháo đường, nó vẫn chưa có tính chất thuyết phục lắm. Ví dụ như là tiêu chí chẩn đoán vẫn còn thay đổi qua nhiều cái tiêu chí khác nhau. Rồi tiêu chí điều trị kéo dài đến bao lâu, điều trị bằng thuốc hay là thay đổi lối sống, điều trị sớm có bảo đảm rằng chắc chắn là không chuyển sang đái tháo đường thật sự hay không, hoặc là điều trị cá thể hóa hay là điều trị cả cộng đồng, tác động lớn đến nền kinh tế xã hội như thế nào, hiệu quả và chi phí đề ra như thế nào. Bên cạnh đó, gánh nặng mà nền y tế phải chịu đựng thêm khi mà điều trị tiền đái tháo đường lẫn điều trị đái tháo đường là như thế nào? Câu hỏi đó vẫn gây ra nhiều tranh cãi. Và như trở lại đó, chúng ta đã biết rằng cái việc mà chúng ta chẩn đoán tiền đái tháo đường hiện nay chủ yếu dựa vào nghiệm pháp dung nạp glucose. Nghiệm pháp dung nạp glucose được đưa ra từ năm 1980. Và như vậy chúng ta thấy rằng ở thời điểm này, người ta làm nghiệm pháp dung nạp glucose lấy máu ở 5 thời điểm: 0, 30, 60, 90, 120 phút sau khi uống 70 lần thang glucose. Rồi từ đó, đó theo thời gian thì nghiệm pháp dung nạp glucose đã được rút gọn lại, và đến năm 1985 thì dựa trên hai thời điểm là 0 và 120 phút. Và năm 2008 thì người ta bắt đầu chẩn đoán tiền đái tháo đường dựa trên một cái tiêu chí OCTT 1 giờ lớn hay bằng 155 mg/%, được xem như là có thể chẩn đoán tiền đái tháo đường. Nhưng nói chung đến năm 2010 thì người ta lại đưa ra một cái tiêu chí hemoglobin A1C trong khoảng từ 5,7 đến 6,4 để có thể chẩn đoán bệnh nhân tiền đái tháo đường, nhằm rút ngắn cái việc mà bệnh nhân phải chờ đợi trong bệnh viện và làm những cái nghiệm pháp glucose cũng
tốn kém khá nhiều thời gian. Như vậy năm 2020 thì như thế nào? Nhìn lại quá khứ, hiện tại và tương lai đó, thì có vẻ như là người ta sẽ lấy rằng cái giá trị 1 giờ sau khi uống 75 gram glucose lớn hơn hay bằng 155 mg trên decilit đó, có thể trong tương lai được xem như là cái tiêu chí công nhận chẩn đoán tiền đái tháo đường, thay cho cái nghiệm phát dung nội glucose đến 120 phút, tức là sau 20 giờ uống 75 gram glucose như chúng ta vẫn làm cho đến thời điểm hiện tại. Thật ra tiền đái tháo đường không phải là một bệnh thuần nhất. Như chúng ta đã biết đó, tiền đái tháo đường thì nó sẽ gồm có rối loạn đường huyết đái đơn thuần, rối loạn dung nạp glucose đơn thuần và rối loạn dung nạp glucose lẫn rối loạn đường huyết đái. Và nếu như chúng ta so sánh tất cả những cái bất thường trên những cái bệnh nhân có tiền đái tháo đường, có đái tháo đường và có dung nạp glucose bình thường đó, thì chúng ta thấy rằng trên những cái bệnh nhân mà tiền đái tháo đường, tùy theo bệnh nhân đó có dung nạp glucose, rối loạn dung nạp glucose hoặc là rối loạn đường huyết đói hay là cả hai đó, thì chúng ta thấy những cái thành phần khác nhau nó sẽ bắt đầu thay đổi khác nhau. Ví dụ như là trên những bệnh nhân chỉ có rối loạn đường huyết đói đơn thuần đó, chúng ta thấy rằng cái tình trạng gia tăng tiết insulin vẫn còn rất tốt và cái tình trạng đề kháng insulin ở mô ngoại biên cũng còn rất tốt. Trong khi đó tình trạng đề kháng insulin ở tại mô gan thì nó sẽ ở một cái mức độ tương đối là, xin lỗi, cái tình trạng nhạy cảm với insulin ở tại mô gan nó sẽ ở một mức độ tương đối là thấp. Qua cái giai đoạn gọi là bệnh nhân chỉ có rối loạn dung nạp glucose thông thường, chúng ta thấy tình trạng nhạy cảm với insulin tại mô gan đó, nó bắt đầu nó thay đổi một cách đáng kể. Trong khi đó thì cái việc tiết insulin và cái việc nhạy cảm với insulin ở mô ngoại biên đó, so với lại cái bệnh nhân đái tháo đường và những cái bệnh nhân mà có cả hai cái tiền đái tháo đường bao gồm rối loạn đường huyết đói và rối loạn dung nạp glucose thì nó đã bắt đầu suy giảm rồi. Do đó nếu chúng ta có thể cá thể hóa từng cái đối tượng tiền đái tháo đường ở những cái mức độ rối loạn khác nhau thì chúng ta có thể can thiệp một cách chính xác hơn dựa trên cái quan điểm cá thể hóa. Như vậy thì ta cũng thấy rằng mặc dầu tiền đái tháo đường đó, nó biểu hiện ra ở những cái mức độ giảm tiết insulin của tế bào beta tụy hoặc là đề kháng insulin ở tại mô gan hoặc là đề kháng insulin ở tại mô ngoại biên đó, thì người ta cũng thấy rằng bên cạnh đó những cái yếu tố khác nhau nó chiếm một cái tỷ lệ khác nhau, như trong cái slide này đã cho chúng ta thấy, so với lại cái bệnh nhân tiền đái tháo đường và những cái bệnh nhân mà có dung nạp glucose bình thường là cái đường biểu diễn màu xanh, còn bệnh nhân tiền đái tháo đường là đường biểu diễn màu đỏ đó. Tùy theo cái mức độ thì bệnh nhân có thể kèm theo những cái bất thường khác, ví dụ như là bệnh nhân có cái tình trạng gan nhiễm mỡ không do rượu vân vân, nó cũng thay đổi khác nhau. Và như vậy cái tình trạng béo phì, gan nhiễm mỡ không do rượu nó cũng góp phần vào trong cái cơ chế xuất hiện tiền đái tháo đường và một cái nền tảng để cho bệnh đái tháo đường có thể khởi phát sau này. Và có một cái nghiên cứu nữa cũng cho chúng ta thấy rằng tùy theo các thành tố của hội chứng chuyển hóa, bệnh nhân càng có nhiều thành tố của hội chứng chuyển hóa thì cái nguy cơ làm cho có những cái bệnh lý tim mạch, như là chúng ta thấy là nguy cơ bệnh mạch vành nè, rồi chúng ta thấy là có nguy cơ bệnh tim mạch chung nè, rồi chúng ta lại thấy là có những cái nguy cơ bệnh nhân bị đột quỵ nè, rồi chúng ta cũng thấy là có những cái bệnh nhân mà có cái nguy cơ xuất huyết não nè, nó sẽ gia tăng theo cái thành tố của hội chứng chuyển hóa. Đơn cử ví dụ như là chúng ta coi cái hình B, tức là bệnh nhân mà có cái nguy cơ bệnh mạch vành đó, thì bệnh nhân càng có thành tố hội chứng chuyển hóa càng nhiều, tức là 6 thành tố thì nguy cơ càng cao. Bệnh nhân có những cái nguy cơ mà xuất hiện những cái cơn đột quỵ do nhồi máu não đó, nó cũng tỷ lệ với lại cái số thành tố hội chứng chuyển hóa. Trong khi đó những cái bệnh nhân mà có cái nguy cơ bị đột quỵ do xuất huyết não thì các thành tố hội chứng chuyển hóa thì nó lại không có giá trị quan trọng lắm. Thì tùy theo cái mức độ của thành tố hội chứng chuyển hóa, chúng ta lại có thể chia bệnh nhân nó phụ thuộc vào cái mức độ nào của cái nguy cơ nào, từ đó chúng ta có thể can thiệp một cách chính xác hơn. Thì sau khi mà chúng ta đã biết qua tất cả những cái yếu tố nguy cơ của tiền đái tháo đường, chúng ta biết qua tất cả những cái phân loại của tiền đái tháo đường, thật sự nó không đơn giản đó, chúng ta sẽ xem rằng cái việc thay đổi lối sống trong điều trị tiền đái tháo đường nó có hiệu quả hay không. Vì cho đến thời điểm hiện tại đó, chỉ có thay đổi lối sống rồi việc sử dụng tất cả những cái loại thuốc sẵn có mà đã được cấp phép lưu hành đó, thì chúng ta mới có thể điều trị tiền đái tháo đường một cách có hiệu quả mà thôi. Như vậy tất cả những cái nghiên cứu đều cho thấy rằng nếu chúng ta thay đổi lối sống đó, giảm được 36% nguy cơ chuyển từ tiền đái tháo đường sang đái tháo đường tiếp 2 thực sự trong thời gian khoảng chừng 3 năm. Và trong cái thay đổi lối sống này đó thì làm người ta cố gắng làm sao luôn luôn
giữ vững một cái mức thay đổi lối sống như nhau, và điều này rất khó trên lâm sàng bởi vì có những cái thay đổi lối sống mà theo thời gian đó bệnh nhân sẽ dần dần giảm tất cả những cái cường độ tập luyện đi. Và như vậy thì cái phương pháp thứ hai đã được nhiều khuyến cáo mà chúng ta thấy hiện hành đưa ra đó là sử dụng metformin trong điều trị tiền đái tháo đường đó. Thì metformin từ những cái thiết kế RCT mù đôi rồi RCT so sánh giữa cái lối sống thường quy thay đổi lối sống metformin và metformin cộng với thay đổi lối sống, hoặc là RCT so sánh với placebo, metformin và thay đổi lối sống tùy theo các mức độ. Chúng ta có những cái liều tăng dần từ 250mg 3 lần một ngày, rồi những cái liều thấp hơn 250mg 2 lần một ngày, hoặc là liều cao 850mg 2 lần một ngày, thử xem kết cục chính là đái tháo đường xuất hiện sau 1 năm và 3 năm thì như thế nào. Và như vậy đối với lại metformin trong điều trị tiền đái tháo đường sẽ giúp giảm chuyển sang đái tháo đường một cách có hiệu quả, giảm 35% trong tất cả các nghiên cứu can thiệp, và number needed to treat là 12 ca trong vòng 3 năm. Đối với metformin liều thấp á, thì trên những cái đối tượng sử dụng metformin liều thấp á, giảm được 48% nguy cơ chuyển từ tiền đái tháo đường sang đái tháo đường thực sự và 7 ca trong vòng 3 năm. Đó là cái number needed to treat. Đối với lại placebo thì chúng ta thấy giảm được 33% chuyển từ tiền đái tháo đường sang đái tháo đường và number needed to treat là 14 ca trong vòng 3 năm. Ngoài ra chúng ta cũng thấy rằng có một cái nghiên cứu thấy rằng cái việc thay đổi sống so với thuốc điều trị ở đối tượng tiền đái tháo đường là cái nghiên cứu Stop Diabetes đó. Thì nếu như chúng ta sử dụng tất cả những cái loại thuốc mà đã đánh trên cơ chế đề kháng insulin, ví dụ như là metformin rồi glucagon và sau này có cả cái receptor đồng vận thụ thể GNP1 nữa, tức là nếu như chúng ta sử dụng những cái thuốc mà làm giảm cái tình trạng thừa cân béo phì, làm giảm cái tình trạng đề kháng insulin càng nhiều đó, thì chúng ta cũng thấy rằng cái việc mà làm giảm cái nguy cơ chuyển từ tiền đái tháo đường sang đái tháo đường thực sự đó tốt hơn là bệnh nhân chỉ sử dụng cái lifestyle therapy, tức là cái việc mà thay đổi lối sống đơn thuần. Và như vậy thì chúng ta đều để cố gắng làm sao để hạn chế tối đa nguy cơ hạ đường huyết cho bệnh nhân. Và như vậy giảm cân cũng là một yếu tố khiến cho việc tăng cái tỷ lệ chuyển từ tiền đái tháo đường sang đái tháo đường thực sự. Thật ra thì trong một cái khoảng thời gian từ năm 1988 cho đến năm 2014 đó, chúng ta cũng thấy rằng những đối tượng của chúng ta cũng đã bắt đầu được quan tâm và có những cái cải thiện trong điều trị tăng huyết áp. Ví dụ như là trong cái nhóm bệnh nhân pre-diabetes, tức là tiền đái tháo đường đó, thì cái việc mà kiểm soát huyết áp của bệnh nhân đó cũng đã có cải thiện từ năm 1988 cho đến năm 2014. Đó là cái cột có cái hình màu đen, tức là những cái bệnh nhân đã được kiểm soát, đã được điều trị và đã được kiểm soát. Tương tự như vậy thì sao đối với những cái bệnh nhân có rối loạn chuyển hóa lipid từ năm 1988 và đến năm 2014, cái tỷ lệ rối loạn chuyển hóa lipid cũng đã được điều trị và cũng đã được kiểm soát tốt. Và một cái slide nữa cho chúng ta thấy rằng nếu bệnh nhân tiền đái tháo đường thì luôn luôn gia tăng nguy cơ biến cố tim mạch. Như vậy đối với lại tất cả tử vong do mọi nguyên nhân làm tăng 13% so với nhóm có rối loạn dung lạc glucose một cách bình thường. Đối với tất cả những cái biến cố tim mạch cộng dồn giảm làm tăng được 15%. Đối với lại bệnh mạch vành tăng 16% nguy cơ bệnh mạch vành, và đột quỵ tăng được 14% nguy cơ đột quỵ so với những cái đối tượng mà có dung lạc glucose bình thường. Và như vậy chúng ta thấy rằng đối với lại những cái đột quỵ, đối với lại những cái biến cố tim mạch cộng dồn, đối với lại bệnh mạch vành đó, hầu như là tất cả các nghiên cứu đều cho thấy rằng tiền đái tháo đường làm gia tăng biến cố tim mạch hơn so với cái nhóm dung nạp glucose bình thường. Bên cạnh đó người ta thấy rằng tiền đái tháo đường so với dung nạp glucose bình thường cũng làm tăng tử suất chung một cách đáng kể, tăng được 1,5 lần tử suất chung so với dung nạp glucose bình thường, tăng 1,42 lần tất cả những biến cố tim mạch chính. Và như vậy tăng tử suất tim mạch chúng ta thấy tăng 2,41 lần, tăng tỷ lệ suy tim nhập viện tăng được 2,17 lần cái tỷ lệ suy tim nhập viện so với nhóm có dung nạp glucose bình thường. Và như vậy thì điều trị tiền đái tháo đường đó, ngoài cái chuyện hạn chế chuyển từ tiền đái tháo đường sang đái tháo đường thực sự, còn có một mục đích khác, tức là điều trị tiền đái tháo đường giúp làm giảm biến cố nguy cơ tim mạch, như là trong cái tạp chí, trong cái nghiên cứu đăng trong tạp chí Journal American Heart Association cho chúng ta thấy rằng chỉ khi mà chúng ta đưa cái dung nạp glucose của bệnh nhân tiền đái tháo đường pre-diabetes
trở về normal glycemia, tức là trở về dung nạp glucose bình thường. Tôi xin nói là dung nạp glucose bình thường thì chúng ta mới có hy vọng giảm được tất cả các bệnh lý tim mạch, giảm được tỷ lệ nhồi máu cơ tim, giảm được tất cả các tỷ lệ đột quỵ và tử vong do mọi nguyên nhân một cách có nghĩa thống kê. Như vậy chúng ta xem cái slide này, cái đường màu đỏ là những cái đường mà đã biểu diễn những cái bệnh nhân mà được chẩn đoán là tiền đái tháo đường. Bây giờ chúng ta đưa về dung nạp glucose bình thường. Xin nhắc lại là chúng ta phải cố gắng đưa về dung nạp glucose bình thường. Chứ nếu chúng ta chỉ giữ ở mức độ vẫn còn tiền đái tháo đường mà không chuyển sang đái tháo đường thực sự đó, thì chắc chắn rằng cái việc mà gia tăng nguy cơ tim mạch, nói chung bao gồm bệnh lý tim mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ và tử vong do mọi nguyên nhân vẫn còn rất cao. Thì như vậy chúng ta thấy đây là cái slide kết luận cuối cùng, tiền đái tháo đường là một mảnh đất màu mỡ cho đái tháo đường và bệnh tim mạch luôn luôn, điều này là gần như là một chắc chắn. Và việc điều trị tiền đái tháo đường mặc dù đã được đưa vào khuyến cáo nhưng vẫn chưa được quan tâm đúng mức, nhất là ở tại Việt Nam chúng ta hiện tại vẫn chưa có những cái xét nghiệm tầm soát thường quy để phát hiện bệnh nhân tiền đái tháo đường. Và bệnh nhân tiền đái tháo đường, bởi vì bệnh nhân không đến với chúng ta, bệnh nhân ở trong cộng đồng, do đó chúng ta cũng rất khó khuyến khích bệnh nhân điều trị một cách có hiệu quả. Và điều trị tiền đái tháo đường hiệu quả không những làm giảm nguy cơ chuyển sang đái tháo đường thật sự mà còn giảm cả các biến cố tim mạch chính. Phần trình bày của tôi đến đây là xin hết, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin chân thành cảm ơn quý đồng nghiệp.